Rất là tinh xảo luôn đó cả nhà ơi. Giống như cái này là sao công nguyên nè, một bức tượng rất là cổ. Đây là thần Aphrodite. Cái thần sắc đẹp. Đây là nữ thần sắc đẹp nè cả nhà, đẹp lắm cả nhà ơi. Đây là bức tượng thế kỷ thứ hai sau công nguyên đó cả nhà. Cả nhà ơi, mình đã chờ đợi 2 tiếng đồng hồ mới vô được đây đó cả nhà. Đông người lắm luôn. Đây là bức tranh nổi tiếng của danh họa Caravaggio nè cả nhà. Và bên đây là bức tranh của danh họa Luis Ernesto
là một tác phẩm của danh họa Caravaggio nè cả nhà. Nhà ơi, đây là bức tượng của cha của Bernini, cha của danh họa Bernini tạc đó cả nhà. Đây cả nhà, mấy cái nhà thấy rõ không? Trên cao. Đây. Trên trời mà ăn chơi. Cả nhà ơi, mình đang ở trong viện bảo tàng Uffizi ở Rome. Napoleon, hoàng đế Napoleon đó cả nhà ơi. Cô gái này là em gái của hoàng đế Napoleon đó cả nhà ơi. Cô gái này là em gái của hoàng đế Napoleon đó cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn cái sự điêu khắc quá tuyệt vời, mà nhìn cái đệm nè, lún xuống y như là mình tưởng bằng da nhưng mà cái đệm bằng đá đó cả nhà, nhìn mà hay dễ sợ luôn. Những bàn tay mềm mại, bàn chân sự mềm mại đó cả nhà ơi. Nào. Bức tranh này là bức tranh David. Đây hết rồi. Bức tranh David của kiến trúc sư Bernini nè cả nhà.
là bức tranh của David trước khi chiến đấu đó cả nhà. Thằng Apollo hả con? Đa fan, cái thằng gì? Biến thành cái cây để không có bị thần Apollo. Thần Apollo theo đuổi đáp, nhưng mà đáp Phật không chịu và biến thành cái cây. Này cả nhà, cây này cả nhà, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu và Đức Mẹ cả nhà.